tả tra khó. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 63 tương với phần 4 bài 25 quyển 2 giáo trình hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên hay hỏi, thầy, thấy xem bạn ấy thái cực quyền đánh thế nào ạ? À? Lão tha thai chuyển tả tớ dầm yàng. Đánh không tệ, Ta đã bố Bây giờ là cách nói vì, để. Vậy là. Vậy. Vậy. Lơ. Lơ. Cả nhà chúng tôi, nguyên văn là chúng tôi, toàn nhà. 我们全家，我们全家。Vì cả nhà chúng tôi，为了我们全家，为了我们全家，để học Thái cực quyền。为了学太极拳。 二十六，海智全。dậy rất sớm, dùng bộ ngữ trạng thái với chữ tơ đắng. 起得很早。起。的。很。早。起得很早。起得很早。

Bây giờ là từ vận động. Yuen tùng Yuen vận, Tùng động, vận tùng Yuen tùng Mỗi ngày đều vận động. Mấy tùng. Mấy thiên đâu huyền tụng. Không hay vận động. Bụt tráng huyền tụng. Bụt tráng huyền tụng. Loại vận động gì? Sớm mới huyền tụng. Sớm mới huyền tụng. Bạn thích loại vận động gì? 你喜欢什么运动？你喜欢什么运动？Hãy nhắc lại để học Thái cực quyền。为了学太极拳。为了学太极拳。Bạn ấy mỗi ngày đều dậy rất sớm. 他每天都起得很早。很早 Mike, mantilla vet don'tzi. 麦克你喜欢什么运动麦克你喜欢什么运动

xí khoaanảo pủ bây giờ là từ bóng rổ lán chiếu lán lán chiếu chiếu lán chiếu lán chiếu Âm hán Việt là lam cầu Đánh bóng rổ. Tả lan chiếu. Tả lan chiếu. Bóng rổ đánh rất tốt. Lan chiếu đạt được hấn hảo. Lan chiếu đạt được hấn hảo. Chạy bộ đánh bóng rổ. 跑步，打篮球。跑步，打篮球。Em t h c h c bộ, đánh 我喜欢跑步，打篮球。我喜欢跑步，打篮球。 Hãy nhắc lại một lần nữa, để học thái cực quyền. Vì để chuyển. chuyển. Bạn ấy mỗi ngày đều dậy rất sớm. Tha mỗi thiên đâu chỉ là khấn rào. 他每天都起得很早。Mike，m t h í c ạ n đ g ì Mike，你喜欢什么运动？Mike，你喜欢什么运动？m thích chạy bộ, đá bóng rổ。 我喜欢跑步打篮球。我喜欢跑步打篮球。bây giờ hãy nghe p và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung。đổi nhân dân tệ hay là đô la？换人民币还是美元？ dễ khó, Rúng ỉ nán. Lâu lắm không gặp. khó, chiều bố triển. Mượn sách. chìa su. Công viên. Cung dễ tiện thể thay mình mua ít hoa quả.

一年级的老师，腿伸长。业余时间，隔得包撒离这儿有多远？道路，路，马路。 không lấy tiền. Thứ hai tuần sau đi báo danh. Mỗi lần một tiếng. Mấy Có biết lái xe hay không? khỏe vũ khỏe kai chưa? có bằng lòng đi không? có đồng ý đi không? 愿意去吗？học không tệ. 学得不错。trình độ tiếng trung. 汉语水平 đâu có? ná lỉ lưu loát trôi chảy liếu lỉ tiến bộ rất lớn chiền bù khấn tả đề cao rất nhanh thí cao rất khẩn khoải phát âm không chuẩn 发音不标准。hơn nữa, 而且 cực kỳ nghiêm túc, 非常认真。lợi hại như vậy à? giỏi như vậy à? Mà mà lì hải để học thái cực quyền. Vì để học Thái Cực Loại vận động gì? Sở mấy huyền Đánh bóng rổ. Tà lán chiếu. Dậy rất sớm. Chỉ khấn giáo. Chạy bộ. 跑步。